Khi hỏi các bạn thì các bạn sợ nhiễm, ôi thì nhiễm thì thôi, nhiễm thì trị bệnh thôi, thì nhiễm thì thôi, nhiễm thì trị bệnh thôi. Em nghĩ bây giờ Sài Gòn không phải là trực tiếp lấy đi của tất cả mọi người nhiều thứ, nhưng mà cũng tại Sài Gòn mà mọi người đã mất mát quá nhiều thứ. Nhiều khi mình cũng sợ, nhiều khi tình hình dịch căng thẳng quá, mình ra đường mình tiếp xúc mình cũng sợ, xịt khuẩn rồi bảo vệ mặc đồng hồ đủ thứ, nhưng mà tâm lý thì cũng phải sợ. Nhưng mà em hỏi các bạn đó là các bạn đi nhiều vậy á, các bạn có sợ không? Các bạn ai cũng trả lời với em là sợ hết á. Em hỏi sợ thì tại sao các bạn cứ đi hoài vậy, ở nhà nghỉ ngơi này kia, xong rồi các bạn nói là không đi thì cảm thấy bứt rứt trong người, không chịu được. Khi mà đi mang những phần cơm tới, những phần quà tới, những phần thuốc tới đúng lúc á, đúng người á, thì người ta hạnh phúc lắm, người ta vui lắm. Và cái niềm vui đó lan tỏa với chính bản thân của những bạn tình nguyện viên mang đến. Thì em nghĩ là cái tình thương của các bạn nó nhiều hơn cái nỗi sợ. Như con virus này đã chai với các bạn luôn hay sao? Các bạn giờ cũng không còn sợ gì nữa, cứ việc đi thoải mái thôi. Và cảm thấy sức khỏe các bạn cũng rất là tốt. Nhiều khi hỏi các bạn á thì các bạn sợ nhiễm, ôi thì nhiễm thì thôi, nhiễm thì trị bệnh thôi, thì nhiễm thì thôi, nhiễm thì trị bệnh thôi. Chứ cũng không có gì, nhưng mà dừng lại công việc này thì các bạn không chịu được. Nhiều khi nó còn khó chịu hơn cả khi mà mình bị nhiễm bệnh. Thật sự đối với bản thân em là một người đi ra ngoài đường thường xuyên á, khi trong cái giai đoạn dịch này á, thì em cảm thấy thật sự Sài Gòn khác hoàn toàn 100% so với trước đây. Không còn một Sài Gòn đông đúc, không còn xe cộ tấp nập nữa, mà đi ra ngoài là chỉ những cái chuyến xe của các cán bộ y tế, những chiếc xe cứu thương hoặc là những cán bộ làm việc trong giai đoạn dịch này thôi, chứ không còn người nhiều. Đặc biệt là trong những ngày đầu tiên của chỉ thị 16 á, ôi 6 giờ chiều là không còn một bóng dáng gì ngoài đường hết. Trong khi cái quán em là cái quán ngay mặt tiền đường Trần Đình Xu á, mỗi ngày xe cộ chạy qua tấp nập ồn ào tất cả mọi thứ, nhưng mà 6 giờ là im phăng phất như là ở dưới quê, không có còn một cái tiếng động của xe cộ nào hết. Ai cũng cảm thấy lạ lẫm, ai cũng cảm thấy hoang mang quá. Nhưng mà rồi cũng là một sự trải nghiệm, kỷ niệm của Sài Gòn trong những năm dịch Covid-19 này. Thật sự á, để hỏi về kỷ niệm của Sài Gòn thì sống bao nhiêu năm, bao nhiêu con người mình tiếp xúc thì rất là nhiều những kỷ niệm. Nhưng mà nếu mà sau này khoảng vài năm sau, 10 năm sau mình hỏi lại Sài Gòn, cái kỷ niệm Sài Gòn chắc là cái kỷ niệm bây giờ đáng nhớ nhất. Tại mình, em chưa bao giờ em nghĩ em sẽ cống hiến nhiều như thế này cho xã hội, làm nhiều việc cho những cái người khó khăn như thế này. Và đây là cũng một cái cơ hội cho em được cống hiến, được trả ơn cho Sài Gòn. Nếu mà chị hỏi thì em trả ơn á, thì chắc là em trả ơn hết cái Sài Gòn. Tại vì mỗi một cái thứ trên Sài Gòn nó cho em một cái cảm nhận khác nhau và để em phát triển bản thân mình. Thì bây giờ ngay giây phút này em cũng đang làm cái gì đó để có thể trả được một chút ơn cho Sài Gòn khi mà Sài Gòn đang cần mình. Một chút tình, một chút nghĩa đối với con người của Sài Gòn hay là những người đang sinh sống tại đây. Em có những cái thông điệp hay là những cái gì em muốn gửi gắm lên các bạn trẻ cũng như em, là những người cũng từ ở các tỉnh đến ở với Sài Gòn? Tại vì Sài Gòn đã ngay trong giai đoạn hiện tại sẽ không còn đủ mạnh mẽ để có thể yêu thương và bao bọc tất cả mọi người như là Sài Gòn của trước đây nữa. Nhưng mà Sài Gòn chắc chắn sẽ khỏe và sẽ tiếp tục chào đón, tiếp tục che chở các bạn đến với mảnh đất này. Tha thứ một lần này thôi. Em nói hai chữ tha thứ chị không chịu nổi. Em nghĩ bây giờ Sài Gòn không phải là trực tiếp lấy đi của tất cả mọi người nhiều thứ, nhưng mà cũng tại Sài Gòn mà mọi người đã mất mát quá nhiều thứ. Người thân, rồi kể cả nền kinh tế và rất rất nhiều thứ mà khi mà mình tiếp xúc trực tiếp mình sẽ không có, cái cảm xúc mình sẽ không chịu nổi. Hàng ngàn người lái xe máy chạy về quê lại đó, thì cái hình ảnh nó đau đớn đó, nó buồn đó. Em nghĩ là Sài Gòn không muốn vậy đâu. Lần này thôi, rồi Sài Gòn sẽ tiếp tục chào đón mọi người và tiếp tục yêu thương, tiếp tục nuôi những người đến từ tất cả mọi nơi. Đối với bản thân em có thể ở lại được Sài Gòn, em có thể làm một điều gì đó Sài Gòn, là một cái niềm hạnh phúc. Em chưa bao giờ giận Sài Gòn cả. Chị nghĩ rằng tất cả mọi người cũng không ai giận Sài Gòn, vì Sài Gòn cũng không muốn như thế. Đây là cái nạn đại dịch, giống như là cả thế kỷ mới bị một lần, và hầu như trên toàn thế giới đều bị, chứ không phải riêng gì Sài Gòn chúng ta. Cho nên mọi người phải thấu hiểu điều đó. Sài Gòn mình bây giờ không có được như xưa nữa, nhưng chắc chắn sẽ cùng nhau cố gắng đẩy lùi nạn dịch để trở lại cuộc sống. Tại chị biết sao không? Chị Ngọc Ánh là cũng ở Sài Gòn
chúng ta ở Sài Gòn thì chúng ta luôn thấy được những hình ảnh mọi người vui vẻ, tấp nập, những quán ăn vỉa hè, những buổi cà phê cùng với bạn bè. Nhưng mà đùng một cái thì không còn nữa. Các bạn nhớ lắm, đó là một sự ngỡ ngàng dành cho Sài Gòn. Chứ thực sự nói giận thì chắc không ai giận đâu. Mọi người chỉ đang thương xót cái Sài Gòn thôi. Đúng rồi, mọi người đang thương xót Sài Gòn. Bởi vậy chúng ta có chương trình Sài Gòn ta thương là vậy đó. Dạ, yeah, em nghĩ nhờ cái dịch này á, em mới nhận ra được những cái tình cảm của con người dành cho nhau nó sâu sắc. Và có những hành động nhỏ thôi cũng làm cho mình xúc động nữa. Bình thường mình đi làm, mình cống hiến và mình suy nghĩ để phát triển bản thân mình thôi, mình kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình, thì mọi người hay suy nghĩ cho chính bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà trong cái giai đoạn dịch này thì hầu như là tất cả mọi người suy nghĩ cho nhau, san sẻ cho nhau trong một cái Sài Gòn chung, chứ không có ai suy nghĩ cho bản thân mình hết. Đặc biệt là khi mà em đi phát quà, phát lương thực cho mọi người á, thì khi mà đến nơi á, thì em nghĩ là mọi người đang cần lắm. Và mọi người sẽ tranh giành với nhau những cái phần gạo, những cái phần rau củ để cái mọi người sử dụng. Nhưng mà đến đó thì các bạn, họ gặp mình đến họ rất là mừng, họ ở đâu cũng ùa ra rồi đón. Nhưng mà cái phần quà sẽ không bao giờ đủ. Họ san sẻ với nhau, những cái người đầy đủ họ nhường cho những người nghèo, và những người nghèo thì họ nhường cho những người khó khăn hơn. Em cảm thấy cái tình thương của Sài Gòn mình nó lớn quá, nó hiện hữu tại tất cả mọi nơi trong cái giai đoạn này, chứ không có khó tìm thấy như là trong thời gian trước đây nữa. Tại chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cho nên chị yêu Sài Gòn lắm. Dạ. Yeah. Em nghĩ là một người tỉnh lẻ như em mà còn yêu Sài Gòn như vậy, thì đối với những người con tại đất Sài Gòn thì họ có một tình yêu vô bờ bến với Sài Gòn thôi. Và nghĩ là nhìn những cái cảnh tượng bây giờ ra đường vắng hoe như vậy, tất cả một cái sự im lìm cho một cái thành phố không ngủ vậy, thì cái nỗi xúc động họ sẽ không kiềm chế được. Với cái tình cảm của mọi người dành cho Sài Gòn cũng như là dành cho nhau thì chắc chắn sẽ mau trở lại bình thường thôi. À, rất là cảm ơn sự có mặt của em ngày hôm nay khi em chia sẻ về cái tâm sự của em dành cho Sài Gòn. Thay mặt chương trình xin cảm ơn Vi Du rất nhiều và chúc em mạnh khỏe, bình an và bảo vệ sức khỏe an toàn để có thể tiếp tục cái cuộc hành trình cùng chung tay chống dịch với cộng đồng và xã hội. Mong rằng sẽ có dịp gặp em ở ngoài và sẽ đến với nhà tôi Vegan để có thể ăn những bữa cơm chay ở nhà em thật là vui vẻ. Cảm ơn chương trình Sài Gòn Ta Thương đã mời Huy Du đến với chương trình này để chia sẻ một chút xíu gì đó về những kỷ niệm đẹp trong những cái ngày giãn cách mà Huy đã làm được cho Sài Gòn, cũng như là chia sẻ những cái cảm xúc của mình về Sài Gòn trước và sau khi dịch. Và chỉ mong là Sài Gòn sẽ mau hết dịch, mong tất cả những khán giả sẽ giữ được sức khỏe, mỗi ngày bình an để chào đón một cái Sài Gòn bắt đầu một sự khởi động mới đầy năng lượng và đầy cái điều tích cực và tốt đẹp hơn.